Mizu tổ chức lễ cưới với chồng doanh nhân tại Đà Lạt vào ngày mai. Khách mời có quy định đặc biệt Mizu sẽ tổ chức một hôn lễ riêng tư cùng bạn bè, người thân tại Đà Lạt. Trước lễ cưới quy tụ dàn sao đình đám vào ngày 29 tháng 6, Mizu và chồng sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và các bữa tiệc riêng tư. Theo đó, Mizu và doanh nhân Minh Đạt sẽ có tiệc cưới thân mật vào chiều ngày 7 tháng 5, tại Đà Lạt. Ngày trọng đại của cặp đôi được tổ chức tại một resort sang trọng, khách mời chỉ là bạn bè thân thiết, người thân. Cô dâu chú rể tài trợ chi phí cho khách mời, có yêu cầu quan khách diện đồ màu trắng khi đến dự. Những ngày qua, Mizu im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội. Cô chỉ cập nhật những hình ảnh gia đình đi nghỉ lễ. Kèm theo đó, cách đây ít ngày Mizu khoe đi làm tóc để chuẩn bị diện mạo chỉnh chu nhất cho ngày trọng đại. Một số bạn bè thân thiết với nữ diễn viên như Trần Anh Huy, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Quốc Trường, Harry Lu, dự sẽ góp mặt trong buổi tiệc này. Chồng của Mizu là thiếu gia Minh Đạt, hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ của công ty gia đình. Mizu và chồng cùng có trình độ học vấn là thạc sĩ. Nam doanh nhân vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, được nhận xét xứng đôi vừa lứa với Mizu. Cả hai từng công khai xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện giải trí vào tháng 3 năm 2023. Mizu và chồng chụp ảnh cưới tại Pháp vào tháng 1 năm 2024. Nữ diễn viên cho biết đã thực hiện được ước mơ cuộc đời khi được chồng đưa đi may váy cưới ở một thương hiệu tại Pháp. Nhiều ngôi sao quốc tế cũng diện váy cưới của hãng này. Cô dâu tháng 6 tiết lộ chồng còn hồi hộp hơn cả cô khi cả hai chuẩn bị các công đoạn liên quan đến ngày cưới. Mizu khoe chồng sắp cưới là người tử tế, hiền lành và cả hai gặp nhau đúng người, đúng thời điểm. Nữ diễn viên thổ lộ, định mệnh của Du hiền lành, tử tế và ấm áp. Nhưng trước mắt có lẽ cần thêm một ít thời gian để hai đứa mình thu xếp chuyện cá nhân, để không ảnh hưởng đến công việc. Nhưng sẽ sớm thôi, Du sẽ giới thiệu người đàn ông của mình đến với mọi người. Phú bà Mizu khẳng định không giấu chồng, cô sắp công bố thông tin và dung mạo người này trong ít ngày tới.